À, các bạn thân mến, nông cơ Hưng Thịnh mới về cái con 1085 này, Isaki nè, để mình kêu tài xế review cho các bạn xem luôn, để quay chạy review cho các bạn xem. Khủng khiếp chưa, quá khủng luôn. Cái con này giá nó cao không? Hả? Bán rẻ hơn thị trường rất nhiều. Nói chung là ở đây bán rẻ hơn thị trường đúng không? Đúng. Cứ yên tâm đúng không? Nhưng mà biết giá thị trường chiếc này nhiêu mà nói. Hả? Ở thị trường là nó bán nhiêu? Ngoài 300. Còn trong thị trường này rẻ hơn hả? À? Dưới 300. Quá đã hả? Tới nữa. Ôi, tài xế. À, cho hỏi là cái chiếc xe này nó còn nguyên bản rin không? Dạ nguyên bản hết á. Đâu cái này có rin không? Dạ rin hết. À? Rin. Vỏ? Dạ đúng rồi rin á. Ô vỏ BS rin luôn à? Mắc in da băng luôn. Dữ dội ha. Rồi à, cái này mình có kéo cái nắm nó ra được không ta? Ủa? Ủa nó kéo nó bật xuống hả? À? Ủa vỏ ra. Ở trên là nó miếng chắn nhiệt à, động cơ nó nổ đều quá ha. Anh kia là quạt của lốc lạnh à? Dạ đúng rồi. À cái bánh sau này rin luôn không? Dạ đúng rồi, bê rít tông rin luôn. Luôn à, theo xe luôn hả? Cái máy lạnh của nó là còn mát lạnh không? Lên thử đi. À vậy hả? Đèn nóng nóng lên nó thử quyết liền. À nó rung à? Sao mình không rửa đi để dầu nhớt đồ mà không rửa đi để về nhiều quá chưa kịp. À cho khách họ coi. Cái này có mã số 2155 hả? Nè. Đất đai đồ không không rửa đi. Lạnh lắm à, mát lạnh luôn hả? Lên. Đâu ô mát quá, đã thiệt. Wow, mát lạnh luôn á, đã quá. Ngồi tí cho nó nóng quá, ngồi tí cho nó mát rồi. Máy nổ rung rinh xe luôn. À, chiếc này chạy được á, à, đồng hồ giờ nó vẫn chạy nè. Đó, nó nhảy cách cách kìa. Đồng hồ giờ vẫn chạy kìa. Một phút nó nhảy cái à. Chạy được 64.463 giờ. 64.463 giờ. Phút nó nhảy một cái 64.643 giờ. Này gì ta? À đèn
đó, cái đội cái ben kia lên. Cái lái rất nhẹ nha. Này xài cơ hết tay. Mát lạnh luôn. Đã thiệt. Ôi. Cái động cơ đó mình có đụng gì chưa? Dạ không có chưa. Sao thấy nhớt nhớt nó dính cái gì vậy ta? Chưa rửa. À chưa rửa à. Chưa có rửa thấy gì nè. À mình chế nhớt vô à. Không xịt dầu á. À nó về nó xịt dầu á. À xịt dầu á. Qua cái là xịt lết nước nữa là nó sạch hơn. À cái địa về nhẹ. À cái này nó còn nguyên chưa đụng chưa gì luôn ha, chưa tháo con ốc nào luôn ha, nè thấy không, vẫn còn nè, cô ra không thấy luôn. Nhớt kìa. Mấy cái phốt thiết đồ đó mình không tháo ra mình thay. À cái này con xịt dầu á, thử nhớt chiếc đầy đủ hết rồi. À mình xịt dầu để chuẩn bị rửa hả? Dạ đúng rồi. À xong rửa luôn đi. Lành mạnh nằm. Con này nước sơn nó rin luôn ha. Đã quá ha. Chất lượng quá. Cái này giờ mà ai sở hữu nó mà đi cày ha, hoặc kéo cái rờ mọt bự á, chở chừng khoảng mấy khối mà gỗ á gì ra. Cái này cái dòng Isuki là sới đứt khô là ngon nhất, không nào qua nó đâu. À có đất cứng hả? Đất cứng, đất khô là nó tùm luôn hả? À. À. Rồi chạy vô đi. Quên. Tới nữa, tới nữa. Tài xế này lái cũng quá nhuyễn luôn á. Whoa, whoa, whoa.
ơi, coi chừng đụng mé sau. Quá đã ha. Ô, cái cabin đã chứ. Nó mát lạnh nè. Đây là động cơ Hưng Thịnh các bạn nha. Nếu mà các bạn nào mà ở tại là địa chỉ là quốc lộ 1 số 18, quốc lộ 1A, phường Suối Tre, Long Khánh, đối diện với lại siêu thị nội thất điện máy Chợ Lớn các bạn. Nếu mà các bạn nào muốn mua thì đến ngay đây. Đó, cứ xuống ngay siêu thị nội thất điện máy Chợ Lớn là qua bên này là sẽ xem xe ngay đây. Thì sẽ thấy cái bảng Hưng Thịnh nè. Đó, bảng Hưng Thịnh đây. Rồi, con chào các bạn nha.